Kênh Thảo Dược Việt xin phép được chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, em xin phép giới thiệu đến các bác về ba cái vị thuốc. Thứ nhất là cái củ cúc khắc ngọt hay còn gọi là thổ phục linh. Cái thứ hai là cái củ cốt tơi bổ hay còn gọi là tắc kè đá. Cái này là hàng em làm khô rồi. Bác nào muốn hàng tươi thì em có hàng tươi nhé. Còn này hàng khô làm sạch sẽ chỉ việc sử dụng thôi. Cái thứ ba là cái cây một lá này các bác này. Hàng phơi xanh này. Lá đang còn xanh nguyên vậy. Thì mỗi cây có một cái tác dụng khác nhau, mỗi loại có một tác dụng khác nhau. Riêng cái củ khắc ngọt hay còn gọi là thổ phục linh này thì nó có đến hơn 20 tác dụng các bác. Một trong những tác dụng nổi bật nhất của nó đó là lọc máu giải độc cơ thể, làm mát cơ thể, làm mát gan, làm tăng cường cái chức năng hoạt động của gan lên, mạnh gân cốt và khỏe sinh lý. Bởi vì gan thì trong đông y nó chủ về gân cơ mà các bác. Nếu mà gan khỏe thì cái gân cơ của chúng ta nó khỏe. Chính vì vậy mà nó giúp mạnh gân cốt và khỏe sinh lý là như thế. Nó chữa đau lưng mỏi gối rất là tốt nha các bác. Đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, làm toát mồ hôi, tăng cường chức năng lọc máu của thận. Đấy là cái chức năng nổi bật của cái củ khoác này, hay gọi là thổ phục linh. Thì đây là toàn hàng gia chọn các bác. Còn trên thị trường thì nhiều khi là còn có lẫn cả cái hàng non. Đây em là hàng gia chọn hết các bác này. Những cái củ to gia chọn. Loại này chúng ta có thể là dùng để ngâm rượu này, hoặc là nấu nước uống, băm ra nấu nước uống tươi cũng được mà khô cũng được, vì cái củ này nó không có độc mà nó giải độc cơ thể chúng ta. Ngoài những cái chức năng chính em vừa nêu ở trên thì nó còn giúp là chữa các cái bệnh như là viêm da cơ địa này, vảy nến á sừng này, tổ đỉa này, tổ đỉa đấy, rồi là giang mai này, cũng phối hợp trong một bài thuốc chữa giang mai các bác nhá. Thì cái này là nó rất là tốt đấy, nó bổ dạ dày, bổ dạ dày. Thì đấy là cái tác dụng chính của nó. Thì cái này mà mùa hè chúng ta nấu nước thì uống làm nước giải khát thì cơ thể của nó, của chúng ta cảm giác là rất là mát mẻ. Uống rượu thì uống cái này xong thì sáng mai chúng ta dậy là nó không, người nó không mệt mỏi đâu, mà nó khỏe khoắn, sảng khoái nha các bác. Chính vì vậy mà ở trên thị trường bây giờ người ta làm cái nước uống gọi là nước uống thổ phục linh đấy, mà được quảng cáo rất là mạnh. Thì cái củ này chúng ta có thể kết hợp dùng với lại cái cốt tơi bổ hay gọi là tắc kè đá đây để mà chữa đau những xương khớp nha các bác. Vì cái này là nó bổ sung canxi và collagen tự nhiên cho các cái xương khớp chúng ta. Đấy. Giúp cho nó khỏe mạnh về gân cơ, xương khớp. Đấy. Ngoài ra nó còn làm giúp chắc răng đối với những trường hợp mà răng sứt mẻ. Đấy. Do nó thiếu canxi, tuổi tác cao đó các bác, giòn, răng nó giòn nên này. Nhai một cái gì cứng cái nó sứt luôn thì chúng ta dùng cái loại này nó làm chắc răng này. Nó còn chữa ù tai này. Đấy. Cốt tơi bổ hơn gọi là tắc kè đá đấy. Vì nó giống như hình cái con tắc kè đá bám ở trên đá mà, lúc mà ta chưa thái lát ra đâu, đang còn tươi nguyên. Thì đây là cái công dụng của cốt tơi bổ tắc kè đá nhé. Cái củ khúc khắc này thì nó còn giúp hạ huyết áp này. Đấy. Ai mà huyết áp thấp thì chúng ta đừng dùng nhiều cái này, dùng ít thôi. Còn những người huyết áp cao và mỡ máu cao thì càng dùng cái này càng tốt nha các bác nhé. Đấy. Uống có thể kéo dài, thời gian dài vì nó không có độc mà, không hại cơ thể. Đấy. Nó giúp ăn ngon ngủ ngon này. Đấy. Thì đấy là những cái công dụng rất là nổi bật. Uống cái này vào thì nói chung là nó ngủ ngon giấc. Và những người mỡ máu cao, huyết áp cao thì nó trở về bình thường. Đấy là chính vì vậy mà người dân miền núi là người ta hay dùng cái củ này để nấu nước uống này. Vâng nhá. Em đang bán cái này hàng chọn thì có 50.000 kg thôi, đắt hơn năm ngoái khoảng độ 5.000. Vì năm nay hàng nó cũng hiếm muộn, hiếm rồi các bác ạ. Đấy, nó cũng hiếm rồi. Đấy, còn trên thị trường thì nhiều người, nhiều kênh người ta bán với cái giá cao lắm. Có khi đến 200-250k trên 1 kg cái khúc khác này nhá. Đấy, chả biết họ bán nào mà lại ra cao như vậy. Em xịt rửa sạch sẽ các bác về chỉ việc ngâm rượu. Ví dụ mà ngâm rượu mà cái củ như thế này thì cho bình cực đẹp luôn các bác này. Dáng của nó đẹp lắm. Đấy, củ này đẹp dáng. Các bác xem. Đây, em để riêng đây này. Dáng rất là đẹp. Cho bình rượu tuyệt vời luôn. Đấy. Nhiều củ cũng rất là đẹp đấy. Ví dụ củ này. Cho vào nó cũng đẹp. Cho cái bình rượu. Còn cái cây đây, cây một lá này các bác. Hàng này hàng khô nha các bác nhé. Cây này thì có chức năng tác dụng gì? Cây này Trung Quốc thu mua rất là nhiều các bác. Và ngày càng cạn kiệt đi. Cái hàng khô này em đang bán với cái giá là 700.000 trên kg các bác này. Đấy, vì nó rất là hao. Hơn 10 kg thì mới được 1 kg khô như vậy. Cây này nó giúp bổ phổi, bổ phế, trừ ho. Đặc biệt những người là viêm phổi, viêm phế quản này. Những người bị các cái triệu chứng của hậu Covid như là khò khè này, khó thở. Hay là có đờm nhiều trong cổ này, mãi không hết. Vì ho khan, ho khó, ho lâu ngày rồi là viêm họng hạt thì dùng cái này là đều là rất là tốt. Bởi vì nó có tác dụng sát khuẩn, làm mát, mát họng,
tức là nó ta bị hư nhiệt ở bên trong ấy, thì dùng cái này rất là tốt. Ngoài ra nó chữa viêm cầu thận này, đấy, chữa viêm đường tiết niệu này, nói chung bệnh lý về thận, tiết niệu thì dùng cái này đấy. Và bệnh về đường hô hấp đấy, nhất là những người mà bị triệu chứng hậu Covid các bác nhá, hoặc là đang điều trị Covid cũng có thể là dùng cái này để mà điều trị ho, ho khan, ho lâu ngày đấy. Trung Quốc thu mua với giá rất là cao đấy các bác ạ. Trước đây khoảng độ 250 kg khô này thì đổi được một cái xe tải này, xe tải Trung Quốc từ thời năm 1959 cơ. Thế tài liệu ghi chép lại như vậy. Mà thời đấy thì mà ai mà có xe tải là nhà giàu chứ không phải người bình thường đâu. Đấy. Bây giờ xe tải tất nhiên là nhiều rồi. Nếu bác nào có nhu cầu về những cái mặt hàng trên thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 038 898 4410 và đó cũng là số Zalo của em luôn. Vâng, xin chào và hẹn các bác trong những video tiếp theo.